đề nghị chính phủ cho chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để cứu quốc lộ 91 cũ. Gia tăng sét đánh chết người và gia súc. Sau dịch tả heo châu Phi, tổng đàn heo tại Đồng Tháp chỉ còn 7%. Cận cảnh lô đất vàng bỏ hoang 11 năm ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra. Bắt ổ bạc có nhiều cán bộ tham gia sát phạt. Câu chuyện độc đáo hôm nay là câu chuyện thú vị về hai vợ chồng cải tạo bãi rác thành vườn rau sạch. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, quốc lộ 91 cũ liên tục xảy ra tình trạng sụt lún và trở thành bài toán khó đối với ngành chức năng. Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đến khảo sát thực tế tại tuyến quốc lộ 91 cũ và có buổi làm việc với các sở ngành và huyện Châu Phú. Tuyến quốc lộ 91 cũ, đoạn từ cầu Cây Dương đến đình Bình Mỹ dài hơn 2 km, nhưng có đến 3 hố có độ sâu từ 22m đến 24m. Dù bên bờ huyện Châu Phú đang sạt lở và có nhiều hố sâu, nhưng bờ bên kia đang bồi lắng rất nhiều. Dòng chảy đang áp sát bờ chính là nguyên nhân gây ra sạt lở thời gian qua. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, để khắc phục lâu dài, căn cơ, thì tỉnh An Giang sẽ triển khai thực hiện khắc phục sạt lở bờ huyện Châu Phú, còn bờ huyện Phú Tân thì xin chủ trương chính phủ cho xã hội hóa để nạo vét chỉnh trị dòng chảy. Trước đó, đầu tháng 8 năm 2019, sạt lở đã làm sụp hoàn toàn một đoạn quốc lộ 91 với chiều dài 100m và ăn sâu vào bờ. Chính quyền tỉnh An Giang phải ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Giao thông Vận tải cũng khẩn trương làm tuyến tránh với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng để giúp dân đi lại vận chuyển hàng hóa. Chỉ trong 5 ngày, trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ sét đánh, làm thương vong nhiều người và làm nhiều gia súc chết. Nguy hiểm khôn lường từ việc sét đánh, nhưng nhiều vùng nông thôn, người dân còn chủ quan. Chiều ngày 23 tháng 5, sét đánh làm một ông lão ở thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ tử vong. Trước đó 3 ngày, một số người dân ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ trồng mì. Lúc này trời bất ngờ giông, sấm sét kèm theo mưa. Sét đánh trúng ông Phạm Văn Un cùng 3 người khác ngã quỵ xuống cánh đồng mì. Ông Phạm Văn Un tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Ba Tơ có xảy ra một số vụ sét đánh chết 4 con bò. Đi làm keo không chạy kịp về nhà thì vô nấp cái bụi cây rậm cây to thì dẫn đến là tai nạn xâm sát đánh chết. Thời gian gần đây trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ lốc xoáy và sấm sét làm sập nhiều nhà dân. Bà con ở miền núi thì thường hay đi làm rẫy, làm ngoài đồng, rồi chính vì thế thì ủy ban xã cũng nâng cao công tác tuyên truyền vận động bà con. Thì khi trời mưa có dòng sét thì tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dòng sét thường xảy ra vào chiều tối, đặc biệt trong mùa hè khi áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh. Kỹ năng trú tránh rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro sét đánh gây tử vong. Cái này chúng tôi xin khuyên cáo các vùng cao nguyên bằng phẳng mà có những cái gò đồi thì chúng ta đứng đó là những nơi mà sét rất là nguy hiểm, là những nơi có cây cổ thụ, những cụ trụ điện cao thế, những cái nơi mà có cụt thu phát sóng lấy thì chúng ta là không được, tôi xin khuyên cáo là không được là đứng cạnh những cái nơi đấy, là sét thường xuyên đánh vào những nơi này. Hiện tượng dông sét sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân, đặc biệt là bà con nông dân, không nên chủ quan trước dông sét và cần phải nắm rõ các biện pháp phòng tránh. Dù đã công bố hết dịch tả heo châu Phi hơn 2 tháng nhằm khôi phục đàn heo cho thị trường cuối năm, tuy nhiên tình hình tái đàn ở Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn, trong khi tổng đàn heo của tỉnh hiện tại chỉ còn 7%, tương đương trên 54.000 con so với kế hoạch phát triển của địa phương. Qua tìm hiểu thực tế, một số hộ dân chăn nuôi heo còn e ngại dịch bệnh, giá cả thịt heo tăng giảm bất thường, đặc biệt nguồn heo giống khan hiếm, giá con giống cao cũng là yếu tố trở ngại cho hộ chăn nuôi, nhất là hộ nuôi nhỏ lẻ tái đàn.
Theo thống kê, tính đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh có 54.796 con, trong đó chủ yếu là heo thịt với trên 32.000 con. Được biết, tại Đồng Tháp, ảnh hưởng đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, địa phương có 6.346 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, với trên 123.000 con heo bị tiêu hủy. Theo ngành chức năng, dù tỉnh đã công bố hết dịch tả heo châu Phi, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh cao. Do vậy, tỉnh đang chú trọng tái đàn ở các cơ sở, trang trại quy mô 1 từ 50 con trở lên. Ngành chức năng sẽ tăng cường khuyến cáo các biện pháp chăn nuôi an toàn khi tái đàn trở lại. Thưa quý vị, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có một chợ quê giữa một con phố. Mỗi khi đến đây, khung cảnh như hiện diện một miền ký ức với người xa quê. Chợ quê là hình ảnh đẹp trong ký ức của nhiều người lập nghiệp ở thành phố. Mặc dù thói quen đi siêu thị ngày càng ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân thành thị, nhưng chợ quê vẫn có đất sống của riêng mình. Ẩn mình trong một Sài Gòn hiện đại náo nhiệt, tại chợ quê, khách hàng sẽ có cơ hội mua được những món đồ tưởng chừng như chẳng bao giờ bắt gặp được chúng. Ở nơi phồn hoa đô hội, thưởng thức những món ăn mang hương vị dân dã. Nói là chợ, nhưng thực chất chỉ có hơn 10 quầy hàng bán đủ các mặt hàng thực phẩm, đồ thủ công trên tinh thần xanh, sạch và an toàn. Đây là một hoạt động của hội quán các bà mẹ được Nguyễn Thị Thanh Thúy, 46 tuổi, là hội trưởng và các thành viên cùng nhau tổ chức từ năm 2001. Mình biết đến cái chợ này là nhờ một lần bất ngờ lướt trên báo mạng thì biết được là có một cái chợ chuyên bán đồ hữu cơ và hạn chế sử dụng túi ni lông, đồng thời là có rất nhiều những cái hoạt động như là mang tính truyền thống như là mặc áo dài để không có thể buôn bán hoặc là ngồi trên những cái dùng lá chuối để gói các món đồ bán cho khách hàng. Phiên chợ khuyến khích khách hàng mang theo túi giỏ để hạn chế sử dụng túi ni lông. Rau củ bày bán được cho vào túi giấy, gói bằng lá chuối tươi, cột bằng dây thần. Các mặt hàng đều được bày trên những chiếc chõng tre. Chợ quê giữa phố là một hoạt động thường niên vào mỗi cuối tuần của hội quán các bà mẹ. Chúng tôi biết về cái hội này từ hơn 10 năm trước và đây là một hoạt động về sau, nhưng mà được ủng hộ rất nhiều bởi vì nó đưa tới một cái hoạt động rất là dân dã nhưng mà rất là thiết thực. Một điều đặc biệt nữa ở phiên chợ này là không khí chợ quê chân tình, vui vẻ, không mặc cả, không trả giá, thu hút cả những bạn trẻ tham gia. Ở đây, người ta đến không ồn ào vội vã như nhiều phiên chợ khác mà họ đến để trò chuyện và cảm nhận lại không khí vốn từ lâu đã là ký ức của những người xa xứ. Lợi nhuận thu được từ những gian hàng của chợ, hội quán sẽ gom lại tặng cho các bạn sinh viên nghèo hiếu học, hỗ trợ các gia đình khó khăn ở xa thành thị. Tiếp theo chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa gửi tới Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết quả kiểm tra, rà soát hàng loạt dự án, trong đó đáng nói là lô đất vàng B9 rộng hơn 18.000 m2 bị bỏ hoang ở khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy 11 năm nay. Thực tế tại lô đất này cho thấy hiện nay một diện tích lớn đang được sử dụng sai mục đích. Được biết, năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao lô đất B9 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương TD Group làm dự án triển khai tổ hợp nhà ở, siêu thị, dịch vụ công cộng. Sau khi được giao dự án, TD Group đã liên danh với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội Hanico, lập ra Công ty Cổ phần Hanico Thùy Dương. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2015, Hanico bất ngờ xin rút khỏi liên danh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận. Theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án sẽ dành 50% quỹ căn hộ để bán cho các gia đình thuộc đối tượng tái định cư, 50% căn hộ còn lại được phép kinh doanh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết cần phải thu hồi toàn bộ các khu đất này để đưa vào quản lý sử dụng. Công an thành phố Hà Nội cần phục hồi điều tra theo đúng quy định để xác định vi phạm, xử lý các đối tượng. Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra làm rõ vụ đánh bạc có nhiều cán bộ tham gia.
Trước đó, công an huyện đã bắt 10 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà Phan Ngọc Quý, 42 tuổi, ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tạm giữ trên chiếu bạc trên 3 triệu đồng cùng bộ đồ sóc đĩa. Trong số tham gia đánh bạc có 4 người là cán bộ, gồm Võ Đăng Hân, 42 tuổi, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Nguyễn Võ Hoàng Chương, 42 tuổi, cán bộ kho bạc huyện, Lê Trung Hiếu, 47 tuổi và Phan Tiến Sĩ, 54 tuổi, đều là giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú của xã Sơn Tây và xã Sơn Long. Một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741. Chiếc xe tải đã tông sập cổng nhà dân và nhiều công trình khác, nhiều người may mắn thoát chết. Tài xế tên Sơn, 30 tuổi, điều khiển xe tải lưu thông trên đường DT741 đến đoạn đường thuộc khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Do trời mưa, khi vừa ôm cua thì chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông trực diện vào cổng nhà ông Nguyễn Minh Hòa. Cú tông mạnh khiến toàn bộ hai trụ cổng bê tông và cửa sắt nhà ông Hòa bị đổ sập. Chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục tông gãy một số cây xanh phía trong và một bộ bàn ghế đá ở trong sân. Theo lời gia đình ông Hòa, bộ bàn ghế đá là địa điểm ngồi hóng mát của gia đình ông. Rất may khi tai nạn xảy ra, do trời mưa nên vợ chồng ông cũng vừa vào trong nhà. Tài xế và một người ngồi trong xe nhanh chóng thoát được ra ngoài nên may mắn thoát chết. Từ một bãi đất rộng 270m2 chỉ chứa đầy rác, vợ chồng anh Nguyễn Bá Trình ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã dọn dẹp và cải tạo thành một khu vườn xinh xắn, độc đáo với hơn 40 loại rau củ quả. Khu vườn này được ví như một khu sinh thái miệt vườn thu nhỏ, là nơi gia đình anh Trình đến để thư giãn và là nơi cung cấp nguồn thực phẩm sạch. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những hình ảnh thú vị từ khu vườn này quý vị nhé. Tận dụng thời gian cách ly xã hội vừa rồi, vợ chồng anh Nguyễn Bá Trình và chị Phạm Thị Anh Huyền đã dành thời gian và công sức để cải tạo mảnh đất của mình thành khu vườn nhỏ. Với kiến thức chuyên môn sẵn có về xây dựng, vì thế công việc thi công, thiết kế vườn rau này được anh Trình làm rất tỉ mỉ và sáng tạo. Ngoài những luống rau, khu vườn còn có cả hồ sen, hồ cá, tất cả được hoàn thiện trong 3 tuần. Thời gian ra vườn lúc mà mình mới bắt đầu là bắt tay vào làm á, là thời gian của mình là từ 8 tới 12 tiếng một ngày. Mình ở suốt từ sáng tới tối luôn. Mình để cải tạo, dọn rác rồi chở xà bần, nói chung là rất là nhiều việc. Nên cả gia đình mình đã tập trung lại, có nghĩa là cả gia đình mình đã thu gom rác, rồi người một việc, rồi người đẩy xe rùa, người thì đi lượm từng cục đá rồi bỏ lên xe để đẩy ra. Thật sự thì mình rất là vui và cảm thấy cũng có một chút xíu là tự hào, bởi vì là đây là lần đầu tiên mà Huyền cùng với chồng và gia đình làm nên cái khu vườn này. Lần đầu tiên trồng trọt luôn. Thật sự thì lúc nhỏ thì nhà mình cũng xuất phát từ nhà nông, nhưng mà hồi nhỏ thì làm thì nó khác xa với bây giờ lắm. Tất cả bởi vì là bây giờ những cái rau mà Huyền trồng ở trong cái khu vườn này đều là rau sạch hết, tức là Huyền sẽ không có sử dụng cái phân bón hóa học cũng như là thuốc trừ sâu, mà chỉ sử dụng các cái phân hữu phân, ví dụ như là mình dùng phân trùng quế hay là mình dùng xơ dừa, dùng trấu. Để làm được khu vườn độc đáo này, đối với vợ chồng anh Trình thực sự không phải dễ. Với mục tiêu trồng được những loại rau quả sạch để cung cấp bữa ăn hàng ngày, vợ chồng anh đã nghiên cứu từng loại đất, giống cây nào phù hợp và nên trồng xen canh sao cho đúng. Tham khảo giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh khá cao và không phù hợp với những giống cây, anh Trình đã lấy xe chở đất từ Lâm Đồng về để trồng. Lấy đất từ Lâm Đồng, rồi anh trộn chung với cho chấu sơ dừa, rồi đất ươm và phân trùng quế. Tại vì đầu tiên là mình cũng có ý định mua đất sạch, mà mình ra mình hỏi cái giá, một là giá thành nó cao, hai nữa là đất sạch thì nó phải cần lúc nào phải cần có nước, chứ đất sạch là không giữ nước, nó sẽ trôi hết chất. Nên bởi vậy mình quyết định là lấy đất đỏ từ Đà Lạt về mình trồng. Sau khi cải tạo bãi rác thành vườn rau, đến nay khu vườn nhỏ của vợ chồng anh Trình vô cùng tươi tốt với hơn 40 loại rau quả. Nhiều hàng xóm thấy khu vườn độc đáo nên ghé tham quan.
Thì tôi đến đây là tôi cảm thấy rất là thích, vì trước đây là nó là một cái khu đất này là một cái bãi rác rất là dơ. Nhưng mà sau khi anh Trình làm được một cái công trình này, tôi đến đây tôi cảm thấy tôi rất là tự hào và tôi cảm thấy rất là đẹp. Khi mà mình đầu tiên mình làm khu vườn lên thì tất cả bà con đi ngang nhìn nó kêu là ăn có mấy cọng rau thôi mà làm gì mà khổ như vậy. Thì mình mới kêu là tại vì mình cũng chỉ có cười và mình nói là trong thời gian Covid thì không làm gì mình dọn rác. Nếu mà không trồng được khu vườn thì mình dọn được đống rác đi thì mình cảm thấy nó vui. Nhưng mà khi mình đã hoàn thiện được khu vườn rồi á thì tất cả bà con khu vực này và bà con chòm xóm của mình á đi qua thì không tin vào mắt mình. Khi nói là tao không nghĩ mày làm được cái khu vườn như vậy, thì anh nghĩ anh trả lời anh chỉ cười thôi, anh chỉ nói là khi mình đã có quyết tâm thì có thể mình làm được tất cả. Khu vườn nhỏ này đã đáp ứng được ước nguyện ban đầu của vợ chồng anh Trình, khi mà nó không những là nơi giúp gia đình thư giãn sau những bộn bề công việc mà còn tăng cường sức khỏe bởi những bữa ăn rau quả đầy chất lượng. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi bữa trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.